Mấy cái nhựa này làm gì đổ rồi? Nhựa này xong có sơn nhà đen nhám. Còn nhựa kia giá. Có lại chú yên tâm, xe này cháu làm. Cháu vừa làm cho anh đấy, rồi cháu đi ăn cái. Rất là lẹt luôn. Thay rồi cái kim chống nó phèn. Con này nó không biết, con này như là đời 26 hay 17. 27 thì bạn. Đâu màu xanh. Thế không thi gì? Và ba hôm rác thôi.